Chào mọi người, ta là Huy đây. Hôm nay Huy với lại ba Huy từ San Francisco bay về lại Orange County để về nhà nhà. Trên đường về thì ba Huy ngủ đông quá. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu thuyền. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu. Sau đó về nhà cắt hành lý thì ba cha con, bạn Huy nữa đi ăn tối tại nhà hàng Sabu Sabu. Đó, vừa bấm điện thoại để gọi về Việt Nam để báo cáo tình hình là đã về tới rồi. Xong rồi đi ngủ một giấc, sáng dậy Huy đưa ba Huy đi chợ để mua đồ, đi ăn sáng xong đi chợ xong rồi mua một ít đồ để lên thăm Nhung. Hôm nay dắt ba đi chợ Hàn Quốc. Dạ, mình sẽ đi vô chợ Hàn Quốc để mình mua một ít trái cây để lên thắp nhang cho Nhung ở hôm nay là lễ Mother Day nữa mọi người, lên chơi Nhung luôn. Đó. Hai cha con đi mua trái cây, đi mua đồ ăn về nấu ăn luôn. Đi chợ nấu ăn chứ ăn ngoài tiệm hoài chết luôn. Chết tiền luôn. Ở cả 2 tháng rồi. Đúng rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi tiến vô chợ mua trái cây. Xong rồi mình sẽ đi mua đồ ăn. Ba thì bị dị ứng gà nè. Gì đó. Tôm với mực nè, rồi dị ứng với lại bò nè, cho nên giờ không biết ăn gì. Hồi sáng giờ đi ăn phở gà mà bắt ăn gà luôn, thôi kệ, rồi chết luôn. Chứ giờ biết sao, nhưng mà chắc gà bên này nó không có độc. Bây giờ mình sẽ mua gì đây? Bây giờ mình sẽ đi mua trái cây thôi. Cái gì mà để chân cho nó lâu được. Đây là khu chợ Hàn Quốc nè mọi người. Bán trái cây tươi. Đó. Hồi nãy mình đi chợ Hàn Quốc rồi bây giờ mình sẽ vô Costco. Cho ba đi tham quan một vòng. Vô đây mua thuốc nhiều ba nè. Thôi để gần về em mua đi. Chứ bây giờ vô đây mua trái cây thôi, mua hoa thôi, mua nước thôi. Đó, đi quá trời quay phim kìa. Giờ tới là công đoạn tính tiền. Đây là anh Hai Trân. Check-in. Ồ, mạnh ghê chưa. Rồi, mới vừa ra khỏi Costco rồi. Bây giờ hai cha con sẽ đi qua Thúy Nhung, Phung Nhi. Sau một chuyến đi San Francisco với lại San Jose về thì hôm nay hai cha con của Huy đã đi chợ, đi Costco mua trái cây, mua đồ để qua thăm và thắp nhang cho Nhung dẫn ba tới đây luôn. Bây giờ mình sẽ sắp xếp đi vào bên trong. Đúng hả? Rồi mình đi vô bên trong nhé.
đây là lần đầu tiên ba Huy tới ở đây cho nên là dắt ba tới nghe cho dùng đường. Happy Mother Day nha. Bây giờ mình sẽ thay cái này chút xíu xong mình nói chuyện nha. Dính gà